Morning, everyone. Can we adjust the sound in the dining area so that they can hear it? They can hear us? Because when you chant, you sound very hoarse in a dining hall. Too loud. Anyway, as you can tell from the smell in the air, it's Taco Sunday. Quý vị có thể ngửi được cái mùi trong cái không khí ngày hôm nay rồi. Ngày hôm nay ăn taco. Okay, so please call your friend, your family, whatever. And ngày hôm nay là ngày ăn taco. Ngửi được cái mùi không khí, trong không khí nó toàn taco không ạ? Anh cái gì mà thèm mời cái gì mời bạn mời bè tới gia đình tới tới dùng dùng okay. It's the best vegetarian taco in LA. I can guarantee that. Thì đi kiếm taco khắp hết tất cả LA rồi, không có chỗ nào mà ngon, chỗ chay mà ngon bằng ở đây. So it's more pressure on Vicky and John. If it's not good, and then it's their fault. Besides, you should enjoy it because it might be the last time we have taco because John is moving to San Diego. Tại vì có thể là không bao giờ mình ăn được nữa tại cố ông John ông sẽ dọn đi San Diego. His friend is opening up a dental office in San Diego. Therefore, he's moving there to work with his friend. Tại vì ông mở một cái văn phòng nha khoa mới ở San Diego. And phải dọn tới đó làm việc. Okay. Maybe we'll never see him again. Chắc mới được gặp lại đâu. Rula says she's from San Diego too. What are you talking about? But John is different. See, Rula drives a Toyota, a Camry. Nghe cô nhập lạc là khác. Thì cô nhập lạc là chiếc xe Camry. John drives a Prius. It's not a good car. Ông John thường lái chiếc xe Prius, xe đấy dở lắm. Can't drive very far. Anyway, also, what else? Có gì nữa? Another announcement. Next week is Vesak. Cái thông báo thứ nhì, xin cho quý vị biết tuần sau là Phật Đản. Yeah, it's a one big event, Dharma Assembly for the Buddhists. Cái Phật Đản là một cái lễ rất là lớn cho người Phật tử. It's a day when the Buddha is born, ngày mà Phật sinh, Đản sinh ra. And it turns out that the Thai people or in those area, the parts of the world, they celebrate on May 20th this year. Thầy mà coi lịch lại sáng nay coi lịch lại mới thấy là người Thái Lan á thì họ tổ chức Phật Đản ngày tháng 5 ngày 20, meaning 2 weeks from today approximately. So but we are following the Chinese in the Người Hoa đó, thì tổ chức thứ bảy tuần sau. So actually the actual date for the Vesak is for the Chinese is next Saturday, the actual day. Người Trung Hoa thì thứ bảy là ngày Phật Đản, ngày chính thức đó. So that's why we're celebrating
The 14, người Trung Hoa là ngày 14. And chỉ được làm sao mình làm là đúng rồi. The next Sunday we celebrate, that's the right day. Là đúng rồi. So please come. Thành mời quý vị tới. I think every year we need to prepare the bathing the Buddha thing, right? Như mỗi năm mình phải tắm Phật, phải không? Phải không, cô Thanh Hương? Yeah, that's a lunar day for the Chinese. It's the fourth month, the eighth day of the fourth month. Ngày rằm, ngày âm lịch đó, tháng tư, mùng 8 tháng tư, đúng rồi. So next week we need to set up the bathing the Buddha's birthday, the Buddha ceremony. Thì tuần sau mình phải tổ chức cái lễ tắm Phật, phải lâm hoa đâm nước đấy. Đúng là chuyên nhật. Who does that, by the way? David used to do that. I don't think he's coming anymore. Trước thường thường ông càng lo mấy cái chuyện này. Bây giờ ông tới nữa, không biết ai lo bây giờ. Who's taking care of that this year? Nancy taking care of that. Okay. She's bringing the flowers. And then nhớ, khi mình như nhắc, như Quả Ngân nhắc mấy cái bà già trầu đó, rầu đó, ăn trầu đó. Phải tới ngày Phật Đản. And some of the old ladies only show up on the Vesak birthday, so remind them and mời họ tới tham dự. We don't know what's on the menu next weekend. Biết tuần sau có đồ ăn gì? Bún riêu. If someone has time, you should give for me a ride. Có được từ đâu? No one gives a ride. She needs a ride. Thế cái bà cụ đi chở, cái bà đi chở đi. Bà cụ rồi có chuyện gì làm đó, phải không? I tell her she has nothing to do. She should go and write and, you know, give people rights. We're going to have a Lưu Mountain Uber service. Mình sẽ có làm cái Uber của chùa thôi. Anyway, we are going to be driving people around in S5s. Mình sẽ tự nguyện. Lại sẽ Uber cho Audi cho S5. All right, so that's all decided. Mình quyết định rồi đó. All right, so lần sau tắm Phật, mời quý vị tới tắm Phật. And we also have a light liberating ceremony. Tuần sau cũng có lễ phóng sanh nữa. Okay. So if you want to free some birds, and quý vị ai muốn thả chim thì nói với cô Hiền Thuận. Please contact a master, master Xuyên Xuân. Okay. What else do we have? So tuần sau như là bún rêu. So next weekend it's a bún rêu, okay? And what else? And then 3:30 we have a three refuge and five precept ceremony. Rồi 3:30 đó chiều thì có cái lễ quy quy tam ngũ giới, okay? Those you have not received the five precepts yet, you should receive the five precepts. Because you get a lot more blessings. Những người mà chưa thọ ngũ giới thì cứ nên thọ ngũ giới, cho rất tạo rất nhiều phước tốt cho quý vị. Okay. I think in a hard lecture pretty soon I explain to you why you want to take precepts even though you will break them. Trong cái tâm kinh thầy sắp giảng cái phần tại sao quý vị phải cần nên thọ giới, thọ ngũ giới mặc dù sẽ phạm giới như thế, vẫn nên thọ như thế. Okay. This is according to the Bodhisattva. Mấy đức Bồ Tát nói phải thể chế đâu. All right, what else? Yeah, là xong rồi. Okay, so the next Sunday will be very very busy. And chủ nhật tuần sau bận lắm. So we have the Dharma assembly in the morning. Buổi sáng sẽ có cái pháp hội. And then we do the life liberating ceremony right away. Mình làm cái lễ phóng sanh ngay lập tức. Okay, and then we go to lunch. Mình sẽ đi dùng trưa, dùng trai. So that's why
There's no lecture, no Dharma talk at all in the morning. Bởi vì tuần sau không có nói pháp cho quý vị nghe đâu. Maybe this week we should speak a little bit of Dharma, và tuần này mình nói trước, sớm trước. She said, this is too bad there is no Bodhisattva precepts. Có tầng hương có than phiền là tuần trừ mình không có Bồ Tát giới. Đối với đừng có lo. Thầy Huyền Giới sắp trở về rồi. Master Xuyên Chê is on his way back. Could be sooner than you think. Như khi sớm hơn quý vị tưởng. We were planning for September, October. Chúng tôi đi dự tính tháng 9, tháng 10. But apparently he has some kind of muscle indentation in his stomach and his legs, veins. Như thầy đang bị cái vấn đề gì đó. Chắc có thể về sớm hơn để mà coi khám bác sĩ. Chắc cái duyên nó về sớm để có thể thọ Bồ Tát giới luôn. When he comes back, we should be able to transmit Bodhisattva precepts to you. Thì về có thể truyền Bồ Tát giới. Thì cái vấn đề là chúng tôi phải chuẩn bị cái sách, cái kinh, cái nghi thức đó, nó tốn thì giờ lắm. We need to prepare for the Bodhisattva precept transmission. It's a lot of work, a lot of preparation. Nó tốn rất nhiều thì giờ chuẩn bị mới xong. Okay. We know how Master Xuyến Cờ, how busy he is. Thầy Hiền Khả rất rất là rất là bận rộn. So Jin Chang reminds us that we should ask Master Xuyến Chê. He's watching. Master Xuyến Chê, please find a ceremony, a liturgy for the transmission of the Bodhisattva precepts. Okay? Because Jin Xiang request you to do that. Thầy mới đề nghị với thầy Hiền Giới nên thỉnh cái nghi thức về. Tại vì cô Tân Hương đã yêu cầu như vậy. Được chưa? So he said, why don't we just copy it? No. Mình chắc nó xấu lắm. Tại mình cần tiếng Anh nữa. Tiếng Anh, tiếng Việt nữa. See, our manuals are three languages. Sách mình là ba thứ tiếng. Mấy cái kinh điển mình làm lễ toàn ba thứ tiếng. So always three languages. Thành tốn nhiều thì giờ lắm. And then plus on the weekdays we have to take care of a lot of vegetables. Rồi trong tuần chúng tôi là phải lo rau cỏ nữa, với mít nữa. This past week is a lot of jackfruits, like 100 boxes of jackfruits. Tuần rồi 100 cái thùng mít, phải chứ cô? 100 boxes of jackfruits, and half of it is rotten. So we have to go by the piece. Làm phải chọn lấy từng cái như vậy. And mấy thầy mấy cô làm xanh mặt, so that everyone is very busy. And then that's why I saw the old nun working from morning to evening. Thấy mấy sư cô nhà 89 tuổi mà mấy nhà 89 tuổi mà cứ từ sáng tới tối là ngồi lặt rau với là cắt rừng không à. I saw her working from morning to evening. Yeah, mà gần như vậy đó. Mà lưng đau mà ngồi lâu ngồi như là, I mean she has a back problem. And amazingly the more she worked the back got better. Lạ lắm. Mà làm cả ngày như lưng nó khỏe lại rồi. Bây giờ khỏe hết bệnh lặt hết đau lưng rồi. Now she has no more back problems. Làm sao hết đau lưng. Mà thầy mới dạy. I admit to you, I was so naive. Last week I saw her sit like that, sitting like that. I said, I better help her. Thầy thấy gì tuần trước á. Thầy thấy sư cô ngồi thầy sợ. Đúng rồi. Hỏi cái cô Hồng này, cô Hồng cái vai cũng đau như vậy, không biết làm sao nữa. Hết đau chưa? Hết rồi, còn hả? Còn hả? Đáng kiếp. Ờ
So I admit to you, I was naive. Last week, I saw her work so hard, so I said, I better help her than not take pity. Yeah, make it by yeah. Hey, time, see, this is what happened when you get old people getting together to complain. They have an organ recital. They complain, oh, I have this problem here, I have that problem there, and everyone take turn. Okay. Bây giờ cô Hồng giống như mấy cái bà cụ vậy đó, tới là than, trời ơi cái lưng nó đào quá, ôi trời ơi, cái phổi tôi nó thổi thở không ra, ôi cái gan tôi nó tím lên rồi, thì ai tôi nó đụng đậy cũng được nữa. Bởi vậy già tới nơi rồi. So last week I was so worried, so I decided to finally buy a food processor contrary against Wu Yin's wishes. And tuần trước thầy sốt ruột quá, thầy mới biết cô còn ngưng cô cản, thầy mấy năm trời, the last few years I asked Wu Yin, should I buy a food processor? Mấy năm trời thầy hỏi cô còn ngưng, có nói là này cô còn ngưng, mình có nên mua cái máy để mà cắt không? Cắt cái máy gọt không? Cô còn ngưng nói không được. Ở đây có nhiều bà già lắm. She says there are lots of old women here. And so she wouldn't let me buy a food processor. And tuần trước thầy sốt ruột quá, thầy mua đại luôn, thầy hỏi luôn là. So last week I broke down, I bought one anyway. Is it? See though. Okay. So anyway. So, okay. So now that we have Hey Kim coming regularly, maybe she give you some free acupuncturist. She's a wizard who works in Beverly Hills. So cô Hey Kim này là làm ở Beverly Hills đó. And chích cái vị đá lắm. She always has needles with her. Khi nào đi đâu cũng cầm cái kim đó. A what? We just give her food. Yeah. Oh yeah. I will buy the needles. I love needles. thầy sẽ cung cấp mấy cái kim cho cô chích cái gì? Okay. I don't think she's. It's pretty painful, right? No. Cô này chích đau lắm á, không dễ sợ lắm, cẩn thận á. Ok, thành ai mà đau nhất gì á, đừng nói cổ chích. So be nice to Hey Kim, she's a great acupuncturist. Mấy bà cụ mà muốn chích á, chích cho. What else? Còn gì nữa không? Any other announcements we need to make? Okay. Well, next week is Vesak. Tuần sau mình cái Phật đản. So we should remind you what Vesak is about. Thành nhắc quý vị biết là Đức Phật đản là Đức Phật sanh ra. When he was born, his mother knew that she was about to give birth. Lúc mà ma phu nhân mà biết mà sắp sinh rồi. According to the Indian tradition, she went back home. Mà thì từ xưa đó, người Ấn Độ đó, lúc mà đẻ ra là về nhà cha mẹ mà đẻ, she would go back to her father's household to give birth to the child. Từ xưa ta như vậy. Người Việt Nam đó có như vậy không? Người Tàu đó phải như vậy. Not Chinese, right? Chinese don't do that, right? The Indians, when you give birth to your children, you go back to your father's house. You don't give birth in your husband's home. Hồi xưa đó ở bên Ấn Độ đó, muốn đẻ con ra về nhà cha mẹ mà đẻ, không được đẻ ở nhà chồng. For some reason. Korea too? No? You don't remember? Hey Kim doesn't remember what she had. What she did. No, before, not after. Before giving birth.
Okay. Tại sao? Con bậc thầy, bởi vì hồi xưa Trung Quốc người ta ghét trẻ em gái làm gì? Tại vì cái chồng xong có cháu ngoại đẻ, phải về nhà bên ngoại đẻ. Ba má má ngủ lo cho mấy tháng trời. À, phải về bên à à. Tôi thấy đứa con gái lớn lên, không có tiền gia đình làm nghèo mà gả đứa con gái, phải tám bụng cầm bụng để mà làm cái hồi môn của hồng cho nó. She says, she, when her old Jin Xiang says at her times, she says that they didn't like women, give birth to women, because the girls, when you marry them off, you need to sell, and especially the house, the hold is poor, you have to sell your farmland to give her as a dowry, okay? And when the woman gives birth to the children, she has to go back to her parents' home. Because her husband's mother refuses to help her out. This is in China. Việt Nam hay là Tàu? She say in her old times, in her times, in China and Vietnam, same thing. Có đúng gì không? Mấy bà cụ nó có đúng không? Có đúng không bà cụ? Có không? Nghe có hiểu không? Sao mà hiểu mà sao mặt có đơ 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 vậy, như nhập bụng vậy? Thì nào, all women are arguing. She says, amazing, she says that, she says in China, she says even after the woman gives birth to a child, she goes back to her husband's home, and when it's time to eat, the family eats first, and she would be served by herself, eating by herself in a separate room after they're done eating. That's how she used to be. They used to treat her. Hồi xưa là bà cô thân hương bị như vậy không, hay là hay là tưởng tượng thôi. In her it's her mother's generation, she says, not her generation. Wow. Phải tự giận. And if your family, you come from a poor family, they look down upon you, especially the women. Còn mà đàn ông mà nghèo thì sao, người ta có khinh không? Còn ông nghèo có khinh không? À, ông bà là chồng nam sinh nữ mà. It says, trung nạn chinh nữ. Đúng rồi. Mà bởi vậy cái thời đó cô Thương có biết thời đó mấy cái bà chuyên môn sợ bị người ta nói là bị đổ lỗi là ăn trùng đó. Thành ra mấy bà đâu có ăn trùng, nó uống nhắc như vậy hết á, những bà nghe biết ngay à. Phải không bà cụ đó? Cái thời cụ có bị người ta bị gia đình chồng ăn hiếp không? Trung Quốc sao mà đẻ con sống, có hoàn cảnh tạo ra khổ mới như vậy thôi.
She says that she got so excited. You can tell by her voice. Okay, and she says so excited. She says, my mother gave all the gold of the household to her husband's family, and then they still mistreated her. So when they gave birth to another girl, they gave it away. They said, "I don't want to raise you anymore." That's her generation. This is she Chang grew up in China, and then that lady grew up in Vietnam. In Vietnam, là vậy đó. I mean, it's back then it's pretty commonplace. Từ xưa ta đối đãi với người phụ nữ nó không hơi tệ một tí. Yeah. Ừ. Bởi vậy, bây giờ nó hiếp chồng lại. And because of the old generation, because of her generation that they were so mistreated, now you women are mistreating your husbands. So anyway, thời đó bà mẹ bà ma phu nhân phải đi về nhà chồng để mà đẻ, bên hoàng tộc phải như vậy đó. She remember back then it's a royal family and still she has to go back to her parents' household to give birth to the child. So on the way, which happens very often, she couldn't wait, so she stopped by Lumbini Gardens. Thời đó là đâu có biết đâu, lúc mà ta đi giữa đường nửa đường cái kẹt quá cái phải. Và cái phải ngừng lại cái vườn gì ha, Lumbini, Vietnamese Lumbini, Lâm Tì Ni, u lồn bỏ lũa, phải đúng không? Bây giờ mấy cái cô gái có vào chờ nó khổ, khổ lên khổ sướng cho đến thời phút con mà. Nó dễ lắm, khổ là chết à. Từng này, từng sau muốn để từng này cũng lên xe đồ, lên xuống, bình thường lắm. Còn đẩy nước mía đi bán thôi mà. Cái đó là không có thầy. So she stopped by Lumbini. I don't know what's Lumbini actually is Indian. It's not Chinese word. I don't know the Chinese word for it. Vẫn còn như vậy. So she stopped by Lumbini garden and then the Buddha popped out by the side. Thì Đức Phật lạ lắm nha. Lúc mà mà ma phu nhân mà đẻ ra là Buddha Phật bốc ra từ bên nách bên hông đó. See, do Buddhists believe anything you tell? Cái cô này là người Công giáo. Cô nói, ủa, cái vị Phật tử sao mà khờ như nói gì cũng tin nữa. and then, this is I'm told, I wasn't there, okay? Cái này thầy nói với cổ, là thầy, lúc đó thầy chưa, thầy không có mặt đó, thầy không biết có đúng là sai. This is what my teacher told me, okay? Sách vở nói như vậy. And then, as soon as Buddha got out, rồi kỳ lạ lắm mà Đức Phật mà bước ra một cái rồi là bước 7 bước, he walked 7 steps. Okay? And wherever he walked, there is a lotus flower. Đi đâu là hoa sen nó mọc tới đấy. Bước một cái hoa sen nó mọc, bước hoa sen nó mọc. Okay? So he stepped on the 7 lotuses. Okay?
And then he pointed up to skies and pointed here. Okay? And you find that out, that verse next weekend. Cái này là thầy quảng cáo cho cái lễ tuần sau. Thiên thượng thiên hạ. Vũ lũ phổ. Vô như Phật. Okay? Sử phạm sư chê. Vô chinh diện. Thập phương. Thập phương. Sư chê. Thế giới. Tôi tầng. Ngã tầng kiến. Tôi nhìn khắp tất cả. Ý chế. Ý chế. Vũ yếu. Sư phạm sư chê. Bi vũ bì. Thập phương thế giới vô bỉ sư thiên sở hữu vô tinh thiên thế gian sở hữu ngã tầng kiến ý chế vũ hữu rồi đúng là thì Phật mới nói là thiên thượng thiên hạ là tôi là cao nhất. Okay, he says above the heavens, below the heavens, I alone is most honored. He says so. Phật chỉ nói chừng đó thôi. Mình biết gì sẽ ra, and then what happened? Of course, at that time the dragon was spitting water to wash the Buddha. Lúc đó con rồng á nó phun nước ra, nó tắm nước ra để nó rửa cho Phật. Okay, so that's what happened. And then what else? Chuyện gì xảy ra? Does anyone know? Cái này ít sách nói lắm. This is very very rarely explained later. Not very few people know about this. Ít người biết cái chuyện này lắm. What happened? And then the Buddha, what? No, the Buddha didn't utter a word for 3 years. The Đức Phật câm luôn cả 3 năm trời, không nói một tiếng. He didn't say a single word for 3 years. Until the age of 3. Mình thấy amazing, thấy chừng lại dễ sợ không? Ra một cái sinh nói một cái xong nói đủ xong 3 năm câm luôn không nói nữa. So you see that these are the manifestation of a very 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 unusual an unusual child. Nên chỉ vì thấy những cái hiện tướng này nó rất rất người rất một người đứa con bé rất rất là kỳ lạ. Okay. So that's the story of his birth. Cái đó là cái câu chuyện mà cái đản sinh của Đức Phật. Okay, you want to hear the rest of the story, you have to wait for next year. Cái phần còn lại, chắc mình nói tiếp. Because time is up. Tại mấy cái bà già nó than phiền quá, bây giờ hết thì giờ rồi, thì biến mình been complaining, they talk too much. Hết thì giờ nói Pháp rồi. Okay, is taco ready yet, kitchen staff? Taco làm nấu xong chưa? Okay, so we take a 10-minute break. We come back for the lunch offering. Mời quý vị nghỉ 5-10 phút, xong chúng ta trở lại cúng ngọ. Okay.